Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu cùng với cả nhà sẽ đi review đánh giá xem cái tiến độ dự án của căn hộ Seleta chủ đầu tư Capeland. Làm chủ đầu tư này đang triển khai căn hộ Seleta Rise ngay cả nhà, nằm theo cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ tại Nhà Bè. Và bây giờ như mọi người nhìn thấy thì 5 tòa tháp đầu tiên của dự án Seleta Rise đã gần như là cất nóc luôn. Và dự kiến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 tới đây thì chủ đầu tư sẽ cất nóc căn hộ Seleta Rise và cho ra ở đây 5 tòa tháp với chiều cao tầm khoảng là 20 tầng. Những căn hộ ở đây thì cực kỳ cao cấp cả nhà ha. Ở đây thì chủ đầu tư đã gần như là như mọi người nói là sẽ cất nóc. Và bên trong của những căn hộ thì những cái căn hộ hoàn thiện chủ nhà đã là lắp đá rồi, làm thang máy, và đặc biệt những cái cơ sở hạ tầng xung quanh tiện ích đã được xây lên luôn rồi, cái phần thô rồi. Chỉ cần là đưa vào hoàn thiện và lắp đặt những cái thiết bị thì sẽ là dự kiến khoảng 4 đến 5 tháng nữa thôi thì chủ đầu tư sẽ bàn giao tất cả những căn hộ cao cấp này đến với tay khách hàng. Thì cũng không còn bao lâu xa nữa hết, tầm khoảng 4 tháng nữa đến 5 tháng nữa thì sẽ cho ra mắt một cái siêu phẩm tại trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, căn hộ Seleta Rise. Thì nói đến cụm khu dân cư gọi là Seleta City thì trong đó có Seleta Rise, Seleta Hay, Seleta Avenue, và sắp tới thì chủ đầu tư còn mở bán thêm phân khu mới là phân khu Seleta Gold. Thì dọc theo cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ này như mọi người nhìn thấy là một trong những cái dự án của Seleta khá đẹp dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ. Và Phú Long ví cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ này giống như một cái thành phố rồng, là Dragon City cả nhà ha. Thì bởi vì dọc theo cái đường Nguyễn Hữu Thọ này thì xe di chuyển khá dễ dàng, và đặc biệt là hai bên xung quanh toàn là dự án không có nhà dân, nên sau này rất là cao cấp, những cái tòa nhà cao cấp chung cư mọc lên, đồng thời hai bên có những cái shop house, phố thương mại cực kỳ đẳng cấp nữa. Thì trong thời gian tới khoảng tháng 4 2024 có một cái thông tin rất là đặc biệt, đó là đường Nguyễn Hữu Thọ sẽ mở rộng thành thêm 4 làn đường nữa, gọi là dọc theo, gọi là mở rộng bên trong giữa đường Nguyễn Hữu Thọ luôn, nên cái việc lưu chuyển xe qua lại của khu dân cư này rất là dễ dàng. Ngoài ra thì đường Lê Văn Lương đang được mở rộng, cầu Rạch Đĩa 1 cũng đang đẩy mạnh tiến độ thi công. Về cái phần kết nối di chuyển từ Seleta, nếu mà quý anh chị đi đường cầu Hầm Chui cả nhà ha, thì cũng đang đưa vào tiến độ gọi là hoàn thiện những cái bước cuối cùng để đấu nối tất cả những cái hầm đốt. Và đặc biệt là nếu quý anh chị có thể di chuyển xuống thêm một tí xíu nữa gặp đường Phạm Hữu Lầu, mình cũng đi qua hướng Phú Mỹ, thì sẽ có một cây cầu gọi là cầu Phước Long cũng đang gọi là đưa vào hoàn thiện và đấu nối những đốt cuối cùng để khoảng qua năm 2025 thì sẽ cho ra mắt cây cầu mới này, nên việc di chuyển giữa Seleta Rise tất cả những quận huyện khác nhau rất là dễ dàng. Và như mọi người nhìn thấy, một cái sẽ định hình lại một cái mức giá và xác lập một mức giá cực kỳ hấp dẫn do chủ đầu tư Capeland gọi là hình thành những sản phẩm trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì quý anh chị cần thêm những thông tin hay là muốn gọi là mua bán chuyển nhượng những cái sản phẩm của căn hộ Seleta thời điểm này, quý anh chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị, bởi vì Phước Sửu đang nắm giỏ hàng khá nhiều luôn. Nhớ like, share và subscribe kênh của Phước Sửu để xem nhiều video tập trung về Nhà Bè, tập trung về những sản phẩm bất động sản khu Nam, để cho anh chị lựa chọn một cái sản phẩm đầu tư cực kỳ hấp dẫn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.